Nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay như thường lệ, đêm đêm anh em nhà sàn thường đi đi soi đá. Người ta thường đêm đi soi ếch soi nhái, nhưng anh em nhà sàn thường đêm đi soi đá, xem những viên đá để có thể cung cấp cho các gia chủ phù hợp với từng loại đá nào. Có gia chủ thì cần loại đá trắng, có gia chủ cần loại đá hồng, có gia chủ thì muốn đá có màu phớt hồng, có gia chủ thì cần màu xám xám đen. Anh em thường buổi tối đi soi để khi gia chủ cần thì anh em nhà sàn sẽ đi lấy những cục đấy ra. Chỉ ban đêm với hiểu rõ được thế giới của loài đá. Đây bạn này, nhìn bình thường không ạ? Một viên hồng. Đây là một viên trắng. Một ngày nghỉ, nếu các bạn đang rảnh rỗi ở nhà, đang cầm một cái điện thoại xem YouTube, nếu bạn nào vô tình được xem được những video anh em đi soi đá để trải nghiệm về đá tự nhiên Thạch Anh, các loại đá bán quý Việt Nam mình, nếu bạn mà yêu thích thì các bạn nhớ đăng ký kênh. Kênh của anh em nhà sàn chuyên chia sẻ về các loại đá phong thủy Việt Nam mình, đá Việt Nam, viên đá bình thường này, soi chỉ ban đêm mới hiểu được giá trị của đá. Trắng. Đây là bí quyết đơn giản. Khi các bạn mua đá Thạch Anh thì các bạn cứ buổi tối xem pin vào để xem chất lượng đá như thế nào. Một viên phía ngoài có khá là xấu xí, nhìn xấu xí vậy. Để xem soi vào phía trong thế giới của viên đá này như thế nào.
Đây là một viên màu hồng. Phía này là màu trắng này. Phía này lại là màu đen. Đây là màu trắng. Cùng một viên đá thôi, nhưng mà đá là tự nhiên, bao giờ là cũng không đồng đều nhau, không qua xử lý, nên còn nguyên sơ. Một đặc tính của viên đá theo khoa học thời Anh là có tính áp điện, như là có thể chuyển hóa các sóng âm, sóng từ phát ra bởi các thiết bị điện thoại chuyển thành dòng điện, và ngược lại có thể chuyển thành điện năng thành dạng sóng. Đấy là một tính năng cực kỳ quan trọng trong phong thủy của các loại đá phong thủy đá Thái Anh, như là các tia ác xạ sẽ chuyển thành điện năng giải trừ đi. Và viên đá xấu, cực kỳ xấu bên phía ngoài, nhưng phía trong cực kỳ đẹp. Còn đây là những viên đá anh em nghiền ra để phù hợp cho những gia chủ giải nền nhà. Đây, anh em nếu muốn đến biệt đến pin soi bình thường và lấp đá vào, các bạn nhìn thấy trong vắt, trong sáng, đâu đó thấp thoáng là có một viên màu khác. Đây là một viên ám khói màu, một viên màu hồng. Nhìn đây là đá Thái Anh. Giờ này khá dài. Có dịp mời các bạn đến nhà sàn Thái Nguyên. Chúc các bạn một ngày nghỉ vui vẻ, vui vẻ, năng lượng. Hãy năng lượng như cái linh ga này, một cái linh ga chứa năng lượng dương. Xin chào và hẹn gặp lại.